phát ngôn của nghệ sĩ Trung Dân, vạch trần showbiz, 90% sự nổi tiếng hiện nay đến từ tài tiếng. Mới đây, do nghệ sĩ và dư luận được phen dậy sóng trước phát ngôn thẳng thắn của nghệ sĩ Trung Dân về showbiz hiện nay. Theo đó, nhìn nhận về tình hình giới showbiz hiện nay, ông không ngại nói thẳng. Showbiz chưa bao giờ hỗn tạp như bây giờ. Ông cảm thấy thương cho những diễn viên, nghệ sĩ được đào tạo bài bản qua trường lớp, cũng đều bị lu mờ trước những hiện tượng mạng, những hình ảnh lố lăng, scandal gây sốc để nổi tiếng. Showbiz bây giờ quá nhiều điếm, điếm từ những người sản xuất, từ những người chỉ đạo, điếm dài cho đến những người diễn viên. Tôi nhìn mà bất lực, nghệ sĩ Trung Dân đau lòng tuyên bố. Quan điểm thẳng thắn của nghệ sĩ Trung Dân nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người, nhất là giới nghệ sĩ. Chia sẻ với phóng viên, đạo diễn Vượng Trâu cho biết, showbiz Việt trước kia ít người tham gia nên giữ được nhiều sự trong sáng và tế nhị. Nhưng bây giờ lượng người tham gia showbiz quá nhiều dẫn đến sự hỗn loạn. Thực tế môi trường showbiz bây giờ nhiều lúc như một phiên chợ với những hàng tôm, hàng cá trà trộn cả thực phẩm bẩn. Đương nhiên, không thể phủ nhận sự đóng góp, cống hiến của nhiều người trẻ hiện nay, họ xây dựng hình ảnh sạch scandal. Nhưng song song, việc đó là nhiều người không có thực lực vào showbiz chỉ hòng làm cho môi trường thêm hình ảnh xấu trước công chúng mà thôi. Bày tỏ quan điểm trước phát ngôn thẳng thắn của nghệ sĩ Trung Dân, Vượng Râu cho hay, tôi có xem qua chia sẻ của anh Trung Dân. Nói thật, đó cũng là sự thật. Nhưng lâu nay mọi người im lặng không dám nói. Từ điểm ở đây là chỉ những thành phần làm nghệ thuật không có năng lực, cố bon chen, nịnh hot vào một số chương trình, tạo scandal để tạo thêm sự hot cho bản thân. Bên cạnh đó, một số đạo diễn cũng điếm vì thích được nịnh, nâng lên mây và họ không cần quan tâm ekip mình có năng lực hay không. Chính khán giả không ít lần bức xúc rằng một bộ phận nghệ sĩ, diễn viên suốt ngày lên chương trình hot mà họ không biết là ai. Thế nên điếm là ở chỗ đó, chỗ xin vai, chỗ cho vai bất chấp khả năng của người ta cực kém. Đó là điều rất xấu trong showbiz hiện nay. Thực chất, không ít nghệ sĩ có máu đồng bóng, nên việc kêu hay tự cao cũng là nhiều. Nhưng chúng ta cũng cần phân biệt sự tự tin về chuyên môn hay sự tự cao tự mãn. Nếu tự tin là khẳng định chuyên môn của nghệ sĩ, còn nếu tự mãn thì nhanh hỏng việc. Với tuổi buổi bây giờ, chúng ta cần sòng phẳng với nhau, không thể vì nể nang hay vì mối quan hệ mà chấp nhận cái sai được. Chỉ sợ nhất những nghệ sĩ ảo tưởng không có gì cống hiến, không có tác phẩm để đời mà tự cao thôi. Còn ai muốn làm gì cũng được, miễn sao góc độ chuyên môn của mình phải thật sự chất lượng. Trước ý kiến gây chú ý của nghệ sĩ Trung Dân, ca sĩ Vũ Hà, một nghệ sĩ đã có hơn 20 năm trong nghề nhìn nhận. Ngày xưa, các ca sĩ, đạo diễn, diễn viên được đào tạo bài bản, có tài năng thật sự, nên trong cách hành xử, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau, tùy theo thương hiệu tên tuổi mà nghệ sĩ đó có thứ tự trước sau rõ ràng. Còn thú thực, showbiz Việt bây giờ lộn xộn lắm, bởi ai cũng có thể làm ca sĩ, diễn viên hay đạo diễn. Hơn nữa, sự nổi tiếng bây giờ dễ dãi, ồ ạt quá. Không ít bạn trẻ phung tiền, từng làm các sản phẩm tung lên mạng xã hội, tìm đủ chiêu thức để nổi tiếng. Thậm chí có người 3 ngày trước chưa biết là ai, 4 ngày sau đã thành nghệ sĩ. Chứ không như ngày xưa, muốn nổi tiếng cực khó, phải được đồng nghiệp, được giới chuyên môn, khán giả công nhận. Ngay cả tôi và Đàm Vĩnh Hưng thuở mới vào nghề, từng muốn ra đĩa CD, còn bị nhà sản xuất từ chối, mãi sau này mới thực hiện được. Anh cũng cho rằng, giới nghệ sĩ nhiều năm trong nghề sẽ biết được đâu là thật, đâu là giả. Còn khán giả dễ bị đánh lận con đen, nên khó đánh giá được. Thế nên chữ điếm mà nghệ sĩ Trung Dân nhắc đến đều có nguyên do của nó. Điếm ở đây có nghĩa là ăn gian, nói dối. Một bộ phận nghệ sĩ không có tài năng, không qua trường lớp, chỉ cần bỏ tiền ra rồi làm đủ mọi thứ để nổi tiếng. Chữ điếm rơi vào nhiều trường hợp trong showbiz, có thể là ca sĩ, diễn viên, đạo diễn hoặc nhà sản xuất. Nếu ngày xưa muốn sản xuất là phải thương hiệu nổi tiếng, còn bây giờ người người nhà nhà đều có thể sản xuất. Thế nên các sản phẩm đều ồ ạt và kém chất lượng. Bản thân gắn bó với nghề lâu rồi, tôi cảm thấy buồn khi có những con sâu làm rầu nồi canh, ảnh hưởng đến những nghệ sĩ làm chuyện chân chính. Nhưng thời thế như vậy rồi, khó dẹp lắm. Ca sĩ Vũ Hà chia sẻ thêm, tất nhiên cũng không thể phủ nhận có những em nổi tiếng nhờ tài năng thực sự, nhưng số đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn khoảng 90% sự nổi tiếng trong showbiz hiện nay là đến từ tài tiếng, phát ngôn bậy, tiền và scandal. Bên cạnh đó, hiện nay các chương trình game show được xem là bệ phóng, đưa các bạn trẻ đến gần hơn với showbiz. Tuy nhiên sau khi đoạt giải, nhiều em lại ngộ nhận mình nổi tiếng, mắc bệnh ngôi sao. Nhưng nghệ sĩ muốn có được chỗ đứng trong lòng khán giả thì phải đi lên bằng thực lực, chứ làm trò nổi tiếng sẽ bị đào thải nhanh chóng.
hé lộ những mẹ chồng quyền lực, giàu có nhất showbiz Việt khiến ai cũng khiếp sợ. Mẹ chồng Đàm Thu Trang. Trong lễ ăn hỏi của Cường Đô La và Đàm Thu Trang vào ngày 20 tháng 1 vừa qua, nhân vật được chú ý không kém cô dâu và chú rể chính là bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ doanh nhân phố núi. Mẹ chồng chân dài họ Đàm được ví như người đàn bà thép trong giới kinh doanh. Bà Như Loan chưa từng cầm trong tay một tấm bằng đại học nào mà tay trắng xây dựng nên được sự nghiệp đồ sộ và là một trong những nữ doanh nhân giàu có nhất Việt Nam với khối tài sản ước đến phải lên đến vài nghìn tỷ ở thời Hoàng Kim. Ngoài lĩnh vực bất động sản, mẹ Cường Đô La còn đầu tư cả vào lĩnh vực xây dựng, trồng cao su và thủy điện. Mẹ Cường Đô La sinh năm 1960, hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai, sở hữu số tài sản gần 500 tỷ đồng. Đến nay, tuy thị trường chứng khoán và bất động sản giảm sút mạnh, nhưng tài sản của bà Loan vẫn còn khá lớn. Một số công ty, bà Loan đã giao quyền điều hành cho quý tử của mình. Hiện tại, dù công ty gặp phải nhiều khó khăn trong kinh doanh, song bà Nguyễn Thị Như Loan đã khẳng định phụ nữ có thể tham gia hoạt động kinh doanh và thành đạt trên con đường này, con đường theo quan niệm chỉ dành cho phái mạnh. Mẹ chồng Tăng Thanh Hà. Lê Hồng Thủy Tiên từng được khán giả biết đến với vai trò là nữ diễn viên vang bóng một thời của thập niên 90 với bộ phim Vị Đắng Tình Yêu. Sự thể hiện xuất sắc của cô một phần giúp Vị Đắng Tình Yêu trở thành một trong những bộ phim đạt doanh thu cao nhất ở thời điểm đó, với khoảng 500 triệu đồng tiền bán vé. Diễn viên Thủy Tiên là vợ sau của doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn, mẹ kế của chồng Tăng Thanh Hà, và đang quản lý 25 công ty gắn liền với các thương hiệu thời trang cao cấp nằm dưới sự phân phối độc quyền như Chanel, Salvatore, Ferragamo, Burberry, Versace, v.v. Ngoài ra, tập đoàn này còn lấn sân sang lĩnh vực ẩm thực và đồ ăn. Một số nguồn tin tiết lộ doanh thu của tập đoàn khoảng 500 triệu đô, hơn 10.000 tỷ đồng một năm. Mặc dù có người chồng đầy quyền lực là đại gia Jonathan Hạnh Nguyễn, nhưng Thủy Tiên khẳng định rằng thành công của cô là thành quả của chính bản thân mình. Bạch dinh của mỹ nhân màn ảnh một thời nằm riêng biệt ở khu biệt thự cao cấp Thảo Điền với ba mặt tiền, một mặt hướng ra sông, trên diện tích đất khoảng 500 m². Cổng đường chạm trổ cầu kỳ, lắp thiết bị tự động hiện đại. Kiến trúc bên trong ngôi nhà thiết kế theo phong cách hoàng gia, một số không gian tiện ích khác như phòng ăn, phòng ngủ lại phủ sắc trắng theo gu châu Âu cổ điển, nội thất đều là những vật dụng xa xỉ. Thủy Tiên từng chia sẻ gia đình cô sở hữu đến 3 chiếc Rolls Royce. Chiếc Rolls Royce mà cựu nữ diễn viên thường sử dụng được dưới mây xe cho biết có giá lên đến 40 tỷ đồng. Là bà trùm của đế chế hàng hiệu ở Việt Nam, việc dắt hàng hiệu đối với Thủy Tiên chỉ là chuyện thường ngày. Nữ doanh nhân lộng lẫy trong bộ đầm dạ hội màu đen của thương hiệu Matrisa, mix cùng các phụ kiện như clutch, đồng hồ, hoa tai gắn kim cương đắt đỏ. Bóng hồng một thuở, nam tính với quần Âu, sơ mi, suit khoác ngoài đến từ Versace. Trên cổ cô là sợi dây chuyền vàng trắng to bản. Mẹ chồng Jennifer Phạm. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với ca sĩ Quang Dũng, Jennifer Phạm tái hôn với doanh nhân Đức Hải và hiện có một cuộc sống hạnh phúc. Mẹ chồng của Jennifer là bà Trương Thị Thanh Thanh, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, một tập đoàn viễn thông lớn. Bà Thanh Thanh đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách những người phụ nữ Việt Nam giàu nhất năm 2012 với tổng tài sản 576 tỷ đồng. Bà từng là giảng viên Đại học Tổng hợp Hà Nội cũ, nay là Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, và là giảng viên chính Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Ngay từ khi mới hẹn hò với doanh nhân trẻ Trung Tín, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã có mối quan hệ rất thân thiết và được lòng mẹ chồng tương lai. Sau khi kết hôn vào tháng 10 năm 2017, danh tính và cuộc sống của nàng hậu 9X càng khiến nhiều người tò mò. Mẹ chồng Đặng Thu Thảo là doanh nhân Dương Thanh Thủy. Bà là người sáng lập, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Trung Thủy, chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng. Công ty của bà Dương Thanh Thủy sở hữu nhiều tòa nhà, trung tâm làm đẹp và khách sạn trên cả nước. Hiện tại, doanh nghiệp này đang triển khai khoảng 6 dự án bất động sản, tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Thời gian gần đây, bà Thủy rút dần về hậu trường để nhường sân cho con trai là doanh nhân Nguyễn Trung Tính. Anh đang nhận nhiệm vụ tổng giám đốc công ty. Ngoài ra, mẹ chồng Hoa hậu Việt Nam 2012 được coi là người phụ nữ có công lớn trong sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Bà chính là người khai sinh ra thương hiệu Miss áo dài nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh và được bạn bè quốc tế yêu mến.